chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Và mình hy vọng là các bạn đang khỏe. Còn nếu mà bạn ở Việt Nam thì đến 99% là bạn vẫn đang khỏe. Mọi thứ thì không được tốt đẹp như thế lắm ở nước Mỹ. Và mình nghĩ là còn gì tuyệt vời hơn là xem một bộ phim giải trí khi mà thế giới đang sụp đổ và loạn lạc như thế này. Nên là mình xem lại Mirror Mirror ở trên Netflix. Yeah, bộ phim này thì được sản xuất vào năm 2012, đạo diễn bởi Taram Shine. Và mình không biết có vấn đề gì với năm 2012, nhưng mà chúng ta có những hai chuyển thể từ Bạch Tuyết, Snow White, là Mirror Mirror của Lily Collins và Snow White and the Huntsman của chị đóng Bella trong Trạng Vạn. Và nếu bắt đặt hai cái phim này trên bảng cân thì mình nghĩ là Mirror Mirror là một bộ phim nhỉnh hơn. Câu chuyện tất nhiên phải có cải biên, nếu không thì bộ phim chắc chả kéo dài nổi 30 phút. Chuyện kể về Snow White do Lily Collins thủ vai, bị hoàng hậu độc ác Ravenna, Julia Roberts, nhốt trong cung điện vài năm từ khi còn bé. Đại khái là hoàng hậu đã bỏ bùa bố của Snow White và hãm hại ông này và chiếm lấy vương quốc. Bà này trị vì vương quốc, tiêu xài hoang phí và có sở thích là kết hôn. Vào năm 18 tuổi, không hiểu sao phim nào cũng lấy mốc 18 tuổi đủ tuổi đi đụng hay gì. Nói chung là vào năm 18 tuổi, Snow White quyết định trốn ra ngoài cung điện để ngắm nhìn thế giới. Được một bà hầu gái trong cung điện khuyên nên đến xem chuyện gì đã xảy ra ở vương quốc này trong thời gian hoàng hậu cầm quyền. Bạch Tuyết chạy xuống ngôi làng và trên đường đi gặp đáng xem ai, Prince Charming. Lúc này Prince Charming vừa bị một đám thổ phỉ trấn lột và trong phiên bản này bảy chú lùn chính là đạt bảy đứa thổ phỉ đó. Ok, khá khen được sự sáng tạo này. Bạch Tuyết gặp Prince Charming lúc này đang bán nút, bị treo ngược lên cây và nàng đã giải cứu chàng và rất duyên dáng. Tuy nhiên hai người thích nhau ngay lập tức, không phải tại vì đây là một câu chuyện cổ tích, mà là cả vì hai người đều là trai xinh gái đẹp, cơ thể đến thì nên tại sao không tạm chia tay vì đi theo hai hướng khác nhau. Muốn biết câu chuyện diễn biến tiếp thế nào, mời các bạn xem phim. Mình đã có một cái khoảng thời gian rất là vui vẻ với cái phim này. Nó ngớ ngẩn đến cái mức mà nó làm cho cái bộ phim này về tổng thể là một cái hình thức giải trí rất là hiệu quả. Nó ngớ ngẩn nhưng mà nó không cố gắng để che lại cái sự thật rằng nó rất là ngớ ngẩn. Ví dụ như là các nhân vật trong cái bộ phim này đều hơi bị giận người chẳng hạn. Ví dụ như là bà hoàng hậu độc ác. Bà hoàng hậu này thì tất nhiên cũng là độc ác như ở trong nguyên tác. Nhưng mà bên cạnh đấy thì bà ta còn có những cái tính cách như kiểu khá là yêu bản thân, đồng bóng, hơi dâm đãng và hơi bệnh một chút. Mình không biết là Julia Roberts hay là những cái tính cách mà mình vừa kể trên khiến mình nghĩ đến Pretty Woman. Nhưng mà quay lại với cả Mirror Mirror thì mình nghĩ là cái phiên bản hoàng hậu này thú vị hơn và đáng nhớ hơn. Tại vì bà ta không chỉ độc ác không thôi ấy, điều mà rất nhiều những cái phiên bản khác làm. Và những đoạn như khi Ravenna thấy Prince Charming mà kiểu hàng như kiểu sắp rớt xuống đến nơi, tại vì anh ấy đang bán thân. Bán nút. I feel, oh for the love of God, could someone please get this man a shirt so I can concentrate? Thì mình kiểu ok. Tôi không biết là một bộ phim gia đình mà dành cho trẻ em lại có một khiếu hài hước dũng đãng đến như vậy. Nhân vật hoàng như nhân vật Prince Charming thì mình, ôi trời ơi, tôi chưa từng thấy một Prince Charming nào mà lại sĩ diện và thiếu đứng đắn như cái nhân vật Prince Charming của Armie Hammer. Nhưng mà đặt vào cái bối cảnh và cái tông giọng mà cái bộ phim này đang đi theo thì nó lại rất là hợp lý. Và mối quan hệ giữa Snow White và Prince Charming thì thú vị. Mình nghĩ là thú vị nhất trong tất cả những cái bản mà mình đã từng xem ấy. Hai anh ấy chị chán tán tỉnh tà lơ nhau. Put it down. We're done, Black. Or did you not learn enough from your spankings? Or did you not learn enough from your spankings? Và mình chưa bao giờ thấy Prince Charming charming đến như thế. Và nói thật thì Bạch Tuyết cho mình hy vọng, tại vì nếu mà Bạch Tuyết, nếu mà Snow White đã bị nhốt trong lâu đài trong khoảng 10 năm và vừa thả ra một phát đã biết cách tán tỉnh tà lưa và cơ đồ được một anh hoàng tử thì không có lý do gì mà mình không thể cả. Nên là mình vẫn còn có tương lai các bạn ạ. Nói chung là khi mà xem những cái cảnh đấy thì mình, cái cảnh tán tỉnh nhau đấy của Prince Charming và Snow White thì mình kiểu mình kiểu rất là ba chấm ấy, xong rồi kiểu mình phá ra cười ấy. Kiểu, oh, trời ơi.
Production design hay đại khái là bối cảnh của bộ phim này cũng được xây dựng một cách không bình thường tí nào, không bị trói buộc bởi bất kỳ một điều gì. Vì đến nội dung nguyên tác đạo diễn còn dám đổi thì không có lý gì bối cảnh lại bị trói buộc bởi bối cảnh lịch sử của truyện cổ tích Snow White truyền thống. Vì thế chúng ta có một cái production design giống như ở trong một vũ trụ khác vậy. Lâu đài lấy cảm hứng từ Ấn Độ, phục trang chỉ đơn thuần là càng to, càng lộng lẫy và càng giống động vật thì càng tốt. Lớp phim màu hơi giống như đạo diễn vừa ăn trộm bảo màu từ Tim Burton và đoạn mở đầu hoạt hình của phim nữa, cho mình cảm giác như xem lại Harry Potter và bảo bối tử thần. Và như đã nói ở trên, đây là bộ phim rất là ngớ ngẩn, và đến đoạn cuối lúc mà Lily Collins hát, bắt đầu hát nhạc theo kiểu Bollywood. Hoàn toàn không thấy điều đấy xảy ra. Yeah. Cuối cùng thì mình tra ra thì là mình mới biết là Tarun Singh là một đạo diễn người Ấn Độ, nên là ok. Và khi mà xem cái bộ phim này thì mình cảm thấy là Tarun Singh chỉ đơn giản là đang có một khoảng thời gian rất là vui vẻ làm cái bộ phim này và không cố gắng để khiến nó trở thành một bộ phim sâu sắc hay gì cả. Và mình nghĩ cái hướng đi đó đối với một câu chuyện cổ tích, tại vì mình không nghĩ là chúng ta cần thêm rất nhiều những cái bản truyền thể của Disney. Không, mình nghĩ Disney là một bệnh dịch và cần phải tránh xa. Phiên bản này của Tarun Singh nó có một cái sự năng động và đem lại cho chúng ta một nhân vật Snow White mới, một điều mà mình rất là trân trọng. Và mình đã có một khoảng thời gian vui vẻ và mình hy vọng các bạn cũng thế nếu như các bạn có quyết định xem cái phim này. Và ok, đấy là tất cả những gì mà mình muốn nói, và hẹn các bạn vào thứ hai tuần sau.